Xin chào mấy bạn, hôm nay mình review cái đèn pin. Đèn pin này là đèn pin siêu sáng. Nó có ghi đây nè, Brilliant Torque Carry cái gì đó. Thế làm mới hộp rất là đẹp nè, đó, rất là đẹp luôn. Thì bỏ cái hộp ra, nó cho đây một cái sạc, một cục pin. Pin này là pin sạc luôn nha, theo cái bộ sạc này. Còn cái này là xài để pin pin A, ba cục là đèn pin. Mình thử nha. Siêu sáng để đi gần, đi sôi với con ếch nhái rồi đó. À, ngon luôn. Thì cái chất liệu của nó là bằng nhôm. Bóng led của nó là CRQ5. Bóng led của nó đó, tên của cái led này là siêu sáng luôn nha. Lumen nó tới là 2.4 tới 350 lumen, khoảng cách chiếu là từ 200 m tới 500 m. Chất liệu là nhôm nha. Sáng sáng ghê luôn, thấy không? Đó, đó mình chiếu ra, chiếu gần được, chiếu xa, chiếu gần được. Em tìm cái túi sneaker đây. Túi sneaker phải order. Của order là đúng rồi, chứ không có sẵn. Rồi, em order có sẵn. Ừ. Ở đời khoảng bao lâu anh? 10 đến 15 ngày. Lâu lắm. Anh đang cần gấp. Ừ, không có sẵn. Rồi, ok, cảm ơn. Sáng chiếu rất là sáng luôn nha, tại đây nó sáng quá, chỗ của mình giờ mình nó rất là sáng luôn, mà nó chiếu sáng như vậy rồi thì hả, nó ra sáng rồi. Giá là 380 nghìn, hộp nội đựng rồi rất là đẹp, chống sốc luôn. Pin sạc của nó đây đó, xài dụng pin đây nè, đó pin này mình có bán luôn nha, bán luôn. Giá một cục là 6.000, pin này của Nhật, Kenda, pin Kenda nha, Kenda. Ok, à, mình review tới đây nha, cảm ơn các bạn.